Hello, chào các bạn. Hôm nay mình sẽ review cho các bạn xem là kỹ thuật ra cho cái bố mẹ đẻ nè các bạn ơi. Công thức mình đó, thử trứng như thế nào, rồi giờ nào nó đẻ là... Đây là kỹ thuật này nha các bạn. Đây. Đây, review trứng đây. Đây bạn ơi, đó mình lấy trứng ra mình nhìn trắng 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 đó các bạn. Đó 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 đó. Con cá này là hơn chục ký các bạn ơi. Cầm lên cái toàn cầm cá lên. Đây. Kỹ thuật này là chuyên cho cá bố mẹ để cung cấp trên toàn quốc luôn nha các bạn. Nếu như các bạn nào có nhu cầu mua cá giống là bên trại của thầy Mạnh này là cung cấp trên toàn quốc luôn các bạn ơi. Từ cá chim cho đến cá hồng Mỹ, rồi cá sủ đất, đồ gì là bây giờ là thầy Mạnh đang nghiên cứu cá sủ đất để cung cấp cho ngư dân mình nuôi trồng đó. Đó các bạn thấy không? Thêm cá bố mẹ cỡ này không? Thời gian mình thử vậy rồi là bao nhiêu tiếng đồng hồ để mình lấy trứng được nè, nói cho khán giả đồ biết rồi, và khán giả cá này là gây đặt hàng. Từ 3 đến 4 tuổi là bắt đầu đẻ. À, cá này là mình nuôi là từ 3 đến 4 tuổi là bắt đầu mình cho nó đẻ được nha các bạn. Sai là khoảng từ 5 kg đổ lên. Đúng rồi chứ hả? Rồi, ok. Cá là cỡ 5 kg là cho đẻ được, mà con này chắc chục ký các bạn ơi. Cái bì to nó, bây giờ là mình thử rồi coi con nào nó có trứng là mình sẽ cho nó đẻ. Đó, đây là kỹ thuật toàn này nha các bạn. Đây là toàn kỹ thuật, phải nói là mắt rất toàn chuẩn vàng. Đây là cái bì của thầy Mạnh đây các bạn ơi. Đây nha, đây là bì thầy Mạnh. Rồi còn cái bì trước kia là bì của mình. À, đẻ chưa? Đây, thấy đàn cá bố mẹ không? Đẻ cực kỳ luôn các bạn ơi. Riêng bên thầy Mạnh là chỉ nghiên cứu để cho cá đẻ nha các bạn. À, một con cá này mà nếu mà để lấy trứng là tới 100 mấy triệu một ký không các bạn ơi. Như trứng cá chim hiện nay là 120 triệu một ký trứng cá chim đó các bạn. Một con cá này là chắc để có được 1-2 lạng. Không sợ. Đó. Bây giờ là mình đang thử coi em nào có trứng là mình sẽ cho nó đẻ. Hiện đây là cá bè các bạn ơi. Nha, còn đàn cá này là đàn cá chim. Đây các bạn thấy không? Mình chỉ nuôi cá thôi chứ mình là chỉ biết con đực quạng cái đúng không? Mà kỹ thuật người ta làm ta biết. Đây là con đực để lấy giống, đây để lấy tinh. Con to như vậy là con đực các bạn ơi. Đó là cái đực ngang. Rồi bây giờ đang thử em này cái hay đực. Không, các bạn thấy chỉ người trong nghề mới biết thôi các bạn ơi. Mình thua đực luôn hả Toàn? Dạ, con này thua xác định. Nhiều con nó kiểm tra không? Nó phục ngon chứ Toàn? Không mê hả? Trời, cũng mòn chứ. Quay ra ngoài nữa. Mặc áo mưa trời nắng nó bảo giờ hơi. Chết giờ anh Tòa anh. Mình. Và đưa video lên nó đâu nữa. Giữa trời nắng mặc áo mưa.
Anh chu lên nghiêm. Rồi đây là đang kiểm tra trứng cho mấy em nó nè bạn ơi. Đó, các bạn thấy cái ống gì mà để luồn luồn vào đó không? Đó là mình để kiểm tra thử trứng đạt chuẩn chưa, rồi là mình sẽ cho ra thì non. Non, trứng đây là non nha các bạn. Mình kiểm tra mình thấy non là mình chưa có cho đĩa được. Con này nhỏ này, bữa đó kiểm tra vứt sang là sẽ với cả trứng là tôi ok rồi, không có kiểm tra. Ồ, cái đẹp quá. Ồ, cái này già lắm mà các bạn ơi. Không, cái dễ sợ cái. Quay luôn.